Đúng luôn. Đúng luôn. Ừ, ai đó? Ừ, ai đây? Ừ, muốn luôn. Muốn luôn. Chào Vũ. Cứ rồi. Everyone. So, happy Monday. Yes, it is Monday. Yes. Sometimes I forget the date of the week, but I remember I went to church yesterday, so therefore today is Monday. So today is my day off of the salon, but I am working from home, and I'm home with the two kids, the two boys. This is Boon Boon, and this is Louis. So I just adopted Louis. Yes. Louis is very jealous type, very sanan. Every time I hug or kiss Boon Boon, Louis would come and like pushes Boon Boon away. Yes, that's you. But I absolutely adore Louis. I call him Lulu. He reminds me so much of Theo. So my two boys right here. Show you them. Oh my God. They just had their lunch, so they're like 5 pounds heavier. On my day off of the salon, I should have more time to do my work. But I can't do my work because I have these two little monkeys. They are the type of dogs that just want you to lie on the sofa, lie on the bed, and do absolutely nothing. Nothing. Just like them, they are home doing absolutely nothing but eat, sleep, and go to the washroom. So, life of the dog in Canada, okay? Or at least my boys. So even though they do absolutely nothing, but they are everything. They bring you so much happiness, so much joy. They follow me everywhere, even to the bathroom. Like sometimes I feel shy taking a shower because they are staring at me like he is right now. See that? Look at those eyes staring at you. Mwah. So this is why I cannot get anything done, even if I'm at home, because I have these monkeys, can't leave me alone. They're like, "Hi, mommy, let's play," or "Hi, mommy, let's go and have a nap for like 10 hours and just cuddle." But they bring you so much joy. Any furry parent will understand. What I'm talking about. So if you are a furry pet parent, you will know why they are the most precious of them all. Right, Boon Boon? Mm. Đúng rồi đó. Ở nhà ăn ngủ ị, không làm cái gì hết. Đó. Không biết ai là chủ, ai là tớ nữa ha. Ừ. Mình đi làm, mình đi cày, mình về nhà gặp hai em, hai bé ở nhà làm không làm gì hết, phì ra ăn ngủ ị đó, về nhà còn phải gãi bụng cho nữa nè đó, rồi về nhà phải dọn dẹp cho nữa nè đó, không biết ai là chủ ai là tớ ha. Nhưng mà các bạn biết không, thật sự cuộc sống ở những nước khác, nơi khác thì Kelly không biết, nhưng mà riêng Canada thì cuộc sống ở đây mình cứ biết lo làm. Đi làm. Kelly thì còn đỡ, Kelly đi làm rồi xong rồi Kelly còn có những cái hoạt động trong cộng đồng, tham gia thiện nguyện cho những cái tổ chức thì nó còn đỡ. Còn có nhiều anh chị em, cô chú các bác chỉ biết cắm đầu đi làm xong về ngủ rồi ăn uống rồi đi làm tiếp và quanh năm suốt tháng như vậy. Cho nên cuộc sống nó rất là repetitive. Nhưng mà khi có một chú cún hay là một bầy cún để mà cùng đồng hành với mình trong những cái chặng đường đời, thật sự là một niềm an ủi các bạn. Các bạn mà có cún rồi đó, các bạn không cần lấy chồng,
Tại vì á, nó đeo bình thường hơn chồng nữa, mà nó không cãi nè, nó không làm mình buồn nè, nó chỉ làm mình tức thôi à, pp vậy. Nhưng mà cuốn á, nó mang cho mình một cái tình thương vô điều kiện, vô vị lợi. Dù cho mình có giận nó hay là mình có la nó thì nó không có giận dai, nó luôn luôn nó thương mình. Nói con á. Cho nên thương lắm các bạn. Kelly ở nhà là không làm được công việc, tại vì cứ bị hai anh này sờ nẹo không à. Mà tối ngủ á, mà không có hai đứa nó thì nhớ lắm, nhớ cái mùi hơi ấm của nó nè. Đó, tụi nó rất là ấm các bạn, đặc biệt mùa đông ở Canada. Kelly thường bị trễ là tại buổi sáng á, là tại vì nằm ngủ á, trời lạnh, Canada thì trời lạnh, mà nằm mà ôm hai 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 đứa nhóc này á, là nó ấm như là cái lò sưởi gì đó, cho nên cứ làm mình bị trễ làm không à. Đó, thấy chưa, đó, nói đó rồi. Nhưng mà thông minh lắm nha các bạn nha, đó không biết làm gì hết, chỉ biết lấy lòng người ta thôi. Đó, đây giới thiệu hai hai thằng con trai. Kelly còn hai bé gái nữa nhưng mà ở nhà khác, cho nên hai thằng con trai ở chung với Kelly, thấy không, quấn quấn. Bé này á thì còn mặc áo, còn cái bé này nó không chịu mặc áo, cho nên mỗi lần mà mặc áo vô cho nó ấm á, nó cứ quăng đâu mất tiêu hết trơn. Rồi bây giờ xuống nha. Buôn buôn lui, chào cô chú đi, chào cô chú anh chị em nè. Đó, dạ con là Buôn Buôn, con là Lulu. Cái mặt nó nhìn y như tí hồ đó các bạn, thấy không. Đó, dạ con xin chào cô chú, chúc cô chú anh chị em đầu tuần mỗi ngày thiệt vui vẻ đó. Các bạn nào mà muốn mua cuốn mà không có biết như thế nào, muốn trải nghiệm thì có lẽ tới nhà Kelly thăm hai thằng con trai của Kelly, chơi với nó một hồi thì đảm bảo các bạn sẽ về nhà các bạn mua hai ba đứa luôn, tại vì tụi nó dễ thương lắm các bạn, cưng lắm. Đó, hai cục vàng của Kelly nè. Đó, rồi bây giờ xong ha, rồi xuống đây chơi rồi. Thank you. Ok, hôm nay thì Kelly xin chia sẻ về hot roller nha. Cái miệng khô quá. Ở đây là đang mùa đông. Từ lúc mà Kelly từ Việt Nam trở về cũng được 3 tuần rồi. Thì á, mùa đông năm nay hơi bị weird, là tại vì ba hồi nóng, ba hồi lạnh. Có những bữa lên tới 10 độ cộng các bạn. Mùa đông ở đây mà 10 độ cộng là cái chuyện khủng khiếp, không bao giờ xảy ra. Mà năm nay á thì mùa đông không phải là mùa đông, mà giữa giữa mùa xuân với mùa đông. Cho nên mặc đồ cũng khó, 3 ngày lạnh, 4 ngày ấm. Nhưng mà mùa đông ở đây các bạn cần phải có cái này nè. Cái này là cho nam và nữ nha. Anh chị có thể mua cái này ở trên Amazon. Kelly order trên Amazon. Thì cái này á, nó để cho tape brush, nó xài cho trẻ em đeo mang tã. Nghe thì buồn cười nhưng mà thật sự cái này rất là tốt cho sức môi các bạn. Các bạn biết là những gì mà anything that is for babies is really good, because babies are our priority, right? So then, like, if you have like dry lips like I do, see how disgusting and dry that is. You gotta use lip ointment, and I've spent so much money buying so much lip gloss, chapstick, every other brand out there, and it doesn't work. And it always feels sticky. It leaves a very bad taste. But this one is extremely good. This is actually my favorite. We use this for permanent makeup, so even when
I did my eyeliner tattoo or my lip tattooed, I also use this. So this is great for permanent makeup ointment. It's great for dry skin, lip balm. Very good. So it's for both men and women. Wonderful for babies, obviously, because it was meant to make for babies. But Lilo, who did my permanent makeup, she introduced me to this, and I absolutely love it. You just need about that much, and you just put it on, and it makes your lips so moistured. See? So if you put a lot like I do, you get a nice glass lips. But if you are a guy and you don't want to have it too shiny, then just put less. And then the leftover, I just put on my skin. Okay? So that keeps your lips from getting dry, you know, just bad winter chapped lips, which is very unpleasant and very uncomfortable. So okay, just let me fix this. Okay, there we go. So highly recommend this for winter lip repair. So today I just want to share with you my hair hot rollers. I get a lot of people, a lot of ladies asking me about my hair. Kelly, tóc sao tóc đẹp, tóc sao bồng bền, tại sao mà tóc nó nhìn giống như là mới đi salon về. Thì so this is all I do to my hair, guys. So see this? This is called setting your hair in hot roller. So I have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So I have 6 hot rollers in my hair. And after I shower, I dry my hair, you know, just dry it so it's dry. And then I put them in hot rollers like this. And I leave it, I wear it in the house the whole time for like minimum at least 5 minutes. Like, you know, you have to try to do it and wear it, like do the hot rollers to know how much time your hair needs. Because everybody's hair is different. Some hair is more resistant than other hair, so you have to leave it longer. But for me, even 5 minutes, it takes really nicely and it gives my hair nice volume. But you know, since I'm at home and I'm not, you know, having anyone over, I just wear it so that, you know, it keeps a shape. So obviously the longer you leave it in, the more set it is. So cái này gọi là mình đang set cái tóc của mình. Set có nghĩa là sao? Là mình đang làm nếp cho cái tóc của mình. Thì các bạn nào mà thấy hình của Kelly chụp hoặc là thấy Kelly ở ngoài đời mà thấy tóc của Kelly đẹp, Kelly đi đâu ai cũng khen cái mái tóc. Và Kelly rất tự hào về cái mái tóc của mình. Nó là tóc giả các bạn. Kelly nối tóc trên đầu mình cũng hơn 20 năm rồi. Từ lúc mà Kelly vào nghề làm tóc là Kelly đã gắn hair extensions. Và cái nối tóc của Kelly á, Kelly đeo 1 năm suốt tháng. Tuy nhiên các bạn cứ tưởng tượng hair extension cũng giống như là nails. Các bạn mà đã gắn nail giả như là acrylic or bio gel, các bạn gắn nails, fake nails, right? So when you wear the fake nails, you attach the fake nail onto your nail, and that's how you get nail extensions. So think of it the same as my hair extensions. So my hair, I attach the hair extension close to the scalp, and as the hair grows out, then I take it out and then I re-adjust it. So just like fake nails or extended nails, your nail technician would put the nails on you, file it, you wear it for a month, it grows out that much, and then you come back and get it redone. So same concept as my hair, right? Cho nên khi mà nhiều người hỏi rằng là Kelly đeo tóc giả như vậy có hại tóc hay không, thì câu trả lời thật sự là không. Cái đồ đó nó không có làm hại mình,
chỉ có cái người làm cho mình mới làm hại mình thôi. Tại vì you know, cái hair extension hay là cái nail extension nó cũng là cái material, nó cũng là cái vật liệu đó. Nhưng mà cái người làm cho mình, nếu mà họ biết làm thì nó sẽ không làm cho mình bị hư móng, không bị rụng tóc hay là không bị hư da đầu. Còn nếu mà người ta không biết làm, người ta làm cái kỹ thuật không tốt, hay là you know they are not doing it with care and with knowledge, then yes, they can harm you. But true answer is hair extension does not harm you, okay? It is the person who does it. So I've been wearing my hair extensions for over 20 years, and obviously within those 20 years, I have gone through all of the method, everything from clip-ons to fusion to tape-in, like every method out there I have tried. And the one that I'm wearing right now is called the Invisible Beaded Weft. Invisible Beaded Weft là cái mà Kelly thấy tốt nhất trong tất cả những cái hair extension technique. Tuy nhiên nó là cái mắc nhất. Nhưng mà bù lại các bạn, mình giữ được cái tóc của mình được khỏe và mình còn tóc. Có nhiều cái loại nói tóc ở ngoài thị trường đó, các bạn không biết rằng, các bạn coi Instagram hay là Facebook rồi các bạn thấy quảng cáo, các bạn thử thì cũng được. Nhưng mà các bạn phải đi sâu vào hair extension, nối tóc, các bạn mới biết rằng cái method, cái phương pháp làm cái kiểu nào để mình có thể đeo được lâu dài. Lâu dài như Kelly là các bạn nói nó phá hay chưa? Đeo như thế nào, có nghĩa là Kelly đeo hơn 20 năm, có nghĩa là cái da đầu và cái tóc thật của Kelly, Kelly phải gìn dưỡng như thế nào thì nó mới còn tóc để mà mình đeo tóc nối 20 năm, đúng hơn 20 năm, đúng không? Cho nên cái technique mà Kelly luôn luôn xài là cái tốt nhất, tại vì đó là cái nghề, cái ngành của Kelly. Và thứ hai nữa là Kelly đã thử hết tất cả những cái method mà ở trên thị trường, và cái cuối cùng mà Kelly cho tới ngày hôm nay mà thấy tốt nhất, mắc thì nó mắc lúc đầu thôi, nhưng mà tính nguyên một năm á thì nó lại rẻ hơn những cái khác. Cho nên cái mà Kelly đang có là nó gọi là Invisible Beaded Weft. Nó là một cái strip và mình xài những cái bead và gắn cái bead vô, xong rồi mình sẽ may mình, nó gọi là mình hand sewn cái extension lại với nhau. Thì cái mà của Kelly đang xài là nó là hai cái weft, thì khi mà mình sandwich nó lại và mình may á thì nó tạo cho cái effect của đánh rối ở trong cái tóc của mình. Thì nó giống như các bạn thường thường mà bị flat hair, like no volume, the weft definitely gives your hair like a cushion of teasing that helps to give it more volume. Cho nên đó là lý do vì sao mà khi Kelly đi ra ngoài ai Kelly gặp cũng khen I love your hair, it's so pretty, it's so volume. Thì đó là làm sao mà Kelly có cái mái tóc như vậy, chứ cái này không phải là tóc thật của Kelly đâu. Thì chính vì Kelly mang tóc hair extension và làm được và đeo hơn 20 năm thì Kelly rất là tự tin cho tất cả các chị và các anh ai cần nối tóc hair extension vì muốn màu, có những cái màu mà cái tóc mình không thể nhuộm được là tại vì tóc mình nó quá yếu, thì mình có thể dùng hair extensions. Hoặc là tóc mình nó flat, nó is too flat and mình muốn cho cái hair của mình nó more volume thì cũng dùng hair extension. Tóc mình ngắn, mình muốn nối nó dài ra cũng dùng được hair extensions. Cho nên hair extension có thể xài cho rất là nhiều lý do các bạn. Thì Kelly cũng làm, và em Kelly là Lilo cũng làm. Thì Lilo á làm đẹp hơn Kelly. Cái này nói thật, Kelly mỗi thứ Kelly biết làm một chút, nhưng mà Kelly không khéo tay bằng Lilo. Cho nên Kelly và Lilo có học về cái ngành nối tóc này thì Lilo làm rất giỏi và làm rất là khéo tay. Cho nên các bạn nào mà thấy tóc Kelly mà thấy đẹp á là Kelly phải nhờ Lilo
Người ta nói là chăm tay không bằng tay quen. Kelly là một trong những người khách rất là khó tính về cái hair của mình, cho nên mỗi lần đau chút xíu hay là bị chỉnh cái gì là kêu Lilo chỉnh. Thì chính vì cứ kêu đứa em nó làm hoài thì làm riết nó thành quen tay, và khi mình làm á, mình học hỏi rất là nhiều các bạn. Cho nên các bạn nào mà muốn nối tóc hay là có muốn hỏi gì về tóc thì Kelly hoặc là Lilo có thể chia sẻ với các bạn. Và thậm chí khi mà trả lời rồi, chia sẻ rồi mà các bạn thấy không phù hợp hay là các bạn hỏi rồi để đi chỗ khác làm cũng chẳng sao cả. Đối với Kelly là mình cứ chia sẻ, mình có cái gì đẹp, có gì hay, mình cứ chia sẻ cho mọi người. Và dù cho họ không làm hay là họ làm ở nơi khác, đối với Kelly nó không quan trọng. Giống như trong tiệm của Kelly làm, tiệm Kelly có 8 thợ. Chủ của Kelly á, thì cũng là thợ luôn mà ít khi làm lắm. Cho nên toàn trong nguyên cái tiệm thì chỉ có ông chủ là thợ người nam thôi, còn tất cả là nữ hết. Thì các bạn biết mà, trong bất cứ cái ngành nghề nào mình phục vụ cho khách thì có khách vừa ý và có khách không vừa ý. Thì hồi xưa khi mà Kelly mới ra nghề thì mình không hiểu cái nguyên tắc của cái gì con ngồi thì ngồi im nghe chưa, không có phá nghe không. Khi mà Kelly mới ra nghề thì mỗi lần mà làm cho người khách không vừa ý, Kelly buồn lắm. Và Kelly cho tới bây giờ cũng vẫn buồn, nhưng mà sau 20 năm hơn làm về ngành phục vụ, Kelly mới hiểu rằng là cái cửa tiệm luôn luôn sẽ có khách đi vào. Và có những người khách họ đến, họ gặp mình và họ gặp một lần và họ sẽ không quay lại. Và có những người khách mình sẽ làm bạn, gặp và làm cho họ 10, 15, 20 năm. Cho nên có những người khách mà Kelly đã làm từ ngày đầu các bạn là hơn 20 năm rồi mà vẫn còn làm vào tháng trước. Cho nên Kelly, đối với Kelly á, Kelly ngộ ra một điều rằng là khi mà mình làm cho chủ hay là mình làm chung với các bạn đồng nghiệp, mình hãy nhớ rằng là cái người khách đó không phải là người khách của mình. Họ đến tiệm mình là người thợ, mình làm cho chủ. Thì khi mà mình làm hài lòng khách thì khách trở lại, thì khách thích mình thì khách sẽ book với mình. Còn nếu mà khách không thích mình, đối với Kelly á, nếu mà khách nào mà không vừa ý với cách Kelly làm, tại vì tay nghề của Kelly thì cũng được thôi chứ cũng không phải là gì mà ghê gớm lắm. Cho nên khi mà khách mà họ đến lâu với mình rồi, là họ không phải chỉ là cái người mà đến để việc cắt tóc, nhưng mà đó là một cái tình bạn, một cái tình giống như là họ có cái thiện cảm với mình mà mình có cái duyên với họ, thì đó là cái duyên. Nhưng mà có những người khách mà họ đến họ gặp Kelly mà họ không thích Kelly cắt tóc, hay là không thích cái tính tình của Kelly, hay là không thích cái gì về Kelly, thì Kelly không thấy buồn, không còn thấy buồn nữa. Và Kelly chỉ mong rằng, Kelly nói với họ rằng là tôi có thể làm không đẹp, tôi không làm vừa lòng cô hay là anh, nhưng mà ở đây còn 7 thợ khác, họ làm rất là tốt. Cho nên you know, đừng vì một người làm cho bạn không vừa ý mà bạn lại không trở lại tiệm. Cho nên nếu mà khách mà họ tới tiệm, họ gặp những người thợ khác, đối với Kelly đó cũng là vui rồi. Là tại vì Kelly hiểu một cái chân lý là khi mình làm công cho một người chủ thì khách tiệm là khách của tiệm. Kelly không coi đó là khách riêng của mình. Và nếu sau này Kelly có đi nơi khác hay không làm nữa, Kelly cũng không mang khách Kelly đi. Nếu mà họ muốn đi, thí dụ khi họ tìm mình bằng qua Google hay là họ có thông tin Instagram hay Facebook của mình mà họ đi đến họ tìm mình, ok thì cái đó là họ tự động họ đi. Nhưng mà Kelly không bao giờ coi khách ở tiệm là khách của mình. Và tại vì nếu mà một ngày nào đó Kelly làm chủ thì Kelly cũng không mong bị mất khách như vậy. Cho nên nói thì nói vậy thôi chứ Kelly chắc cũng không bao giờ dọn làm tiệm khác đâu. Tại vì như Kelly chia sẻ rất là nhiều lần, ông chủ của Kelly, ông rất là tuyệt vời. You know, Vince lúc đầu là
The Scala Salon has 4 owners. Nhưng mà bây giờ thì chỉ còn có một người owner thôi, đó là Vince. Và, you know, Vince is a wonderful boss. He has been so understanding, so supportive of what I do. Aside from like being a hairstylist, I do a lot of community things, volunteering, and I advocate for my charity against human trafficking. So by doing that, I have to spend a lot of time doing events, fundraising, so I miss a lot of work. And you know, I'm very lucky to have a wonderful workplace at Viscata. My boss, Vince, he's just amazing and very understanding. You know, most of the days that I take off are weekend, like a Saturday, where the salon is so busy. But you know, Vince is not too happy that I take off too much Saturdays. But you know, he understands that my charity is my passion, and you know, he allowed me to go to Vietnam for a month, 4 weeks straight. Obviously, the day that I don't work, I'm not there, I don't get paid, which is perfectly fair. But you know what? You know, even if like I don't get paid, you know, the salon is losing out clients because some of my clients don't come during that time. But I have a very understanding boss, so most likely I'll stay there for life. So not to worry. But back to my point is that when you work for, like for me, I work for an owner, I work for a boss. So I always understand the principle that the clients that come into the salon is the client of the salon. They're not my clients. I may be the one who is servicing them, and they may be my clients that I've been servicing for the past over 20 years, but at the end of the day, they are still the salon clients, right? So as long as, you know, they can see me for 5 years and they're bored of me, they go see someone else in the salon, that's okay. As long as the client stays and come back to the salon and, you know, I get to see them, you know, I say, hi, how are you? It's been a while. You know, so never, my advice to any hairstylist out there, that nếu mà mình có làm cho một vị khách đến tiệm và sau đó vài lần họ thấy mình và sau đó họ không book cho mình mà họ book người khác, mình đừng bao giờ thấy buồn. Và tại vì cái duyên tất đối với Kelly trong cuộc sống, tất cả mọi thứ, những người mình gặp, dù cho người gặp một lần hay gặp 100 lần hay là 1000 lần, người thân, người không thân, người thương, người không thương, người ghét, người không ghét, tất cả những người mình gặp trong cuộc đời này, tất cả là cái duyên. Và có những cái duyên nó đi hết cuối một đoạn đường đời, và có những cái duyên nó chỉ trọn vẹn một tiếng, hai tiếng, vài ngày, vài tháng, vài năm. Cho nên mình hiểu được cái lý, Kelly hiểu được cái lý lẽ đó. Cho nên khi mà khách mà có tới tiệm mà có gặp Kelly vài năm rồi sau đó chuyển qua một cái thợ khác trong tiệm, Kelly gặp khách, Kelly vẫn chào, hi, how are you? Tại vì cũng đã có một cái thời gian mình biết người đó, cho nên mình đừng có gì người đó đi với người khác mà mình thấy buồn. Không có gì buồn, là tại vì người cũ đi thì người mới sẽ tới. Đó là cái principle, đó là cái life. So, nói dòng dài á, ý Kelly muốn nói đây rằng là khi mà Kelly làm Kelly cho tới năm nay 41 tuổi, năm nay 40 tuổi các bạn, khủng khiếp thiệt. Nhiều lúc mà mình nói cái tuổi của mình cũng thấy tại sao mà cái đầu mình và cái tính tình của mình nó như con nít, mà cái xác của mình và cái tuổi của mình nó già khằng à. Nhưng mà sống tới tuổi này á, Kelly mới học được một điều từ Chúa Giêsu. Qua những cái cuộc sống lăn lộn rồi vấp ngã, rồi những cái chuyện xảy ra trong cuộc sống và những cái trải nghiệm mà Kelly có, Kelly học được một điều á, là mình đừng có obsessive, mình đừng có coi bất cứ cái gì ở đời này là của mình. Tại vì thật sự không cái gì là của mình hết á. Tất cả những gì mà mình có, mình làm, mình được, nó chỉ là một cái phương tiện để mình sống trong cái cuộc đời này, cái chặng đường này thôi. Và khi mà mình chết đi, cuộc đời vô thường mà các bạn, khi mà mình chết đi, mình không mang được bất cứ cái gì hết.
Một điều duy nhất mà Kelly nghĩ khi mà chết mình mang được đó là những cái ký ức, những cái memory, những cái kỷ niệm. Tại vì chính Kelly đã trải nghiệm đích mắt, trực tiếp đối diện hai người thân thương nhất của Kelly chết trước mặt Kelly, đó là anh Nhật và ba của Kelly. Cái giây phút cuối cùng mà trước khi họ nhắm mắt, Kelly đang đối mặt với họ và nắm tay họ. Cho nên Kelly nhìn thấy rằng anh Nhật chết mặc cái quần short và một cái áo thun. Ba Kelly chết thì trên người chẳng có cái gì ngoài cái áo bệnh nhân ở trong bệnh viện cho mặc. Cho nên chết đi, thật sự Kelly nhìn thấy không mang được cái gì hết. Nhưng mà trong lúc đó Kelly tin là đầu của họ vẫn còn cái suy nghĩ, vẫn còn cảm nhận được. Thì Kelly mới biết rằng là mình chỉ có những cái kỷ niệm đẹp, những cái hình ảnh của những người mà mình thương, nó nằm trong đầu mình trong giờ phút cuối cùng thôi. Còn ngoài ra, tiền bạc, xe cộ, tóc giả, tóc nối, trang điểm, môi son, không có gì mà mình mang đi được. Cho nên cái này Kelly đã cảm nhận được khi mà Kelly mất đi hai người mà Kelly yêu thương nhất trong cuộc đời này. Thì từ đó Kelly mới ngộ ra một điều rằng là Kelly không coi bất cứ cái gì mà Kelly đang có bây giờ, đã có hoặc là sẽ có thuộc về mình. Nó ở bên cạnh mình có nó, mình được nó, đó là một cái hồng ân Chúa ban. Chúa cho mình những cái gì chung quanh mình để mình có thể sống một cuộc sống dễ dàng hơn. Mình có những cái phương tiện, và khi mà mình có những cái phương tiện đó thì mình dùng những cái phương tiện và những cái cuộc sống của mình mà mình được ơn mình có để mình chia sẻ lại cho những người khác. Và đó là Kelly rất rất tin các bạn. Chúa cho mình, giống như nói thẳng là Kelly đi, Chúa cho Kelly quá nhiều hồng ân. Và Kelly nhiều lúc nhìn lại và nghĩ lại Kelly thì thấy mình quá là tội lỗi đi, tại sao Chúa lại thương mình. Nhưng mà sau khi trải nghiệm biết bao nhiêu thứ thì Kelly mới hiểu được một cái lý lẽ và một cái chân lý là Chúa dùng những người tội lỗi như Kelly để Chúa thánh hóa. Những người mà tốt thì không cần bàn nữa, là tại vì họ đã tốt rồi, không cần nói. Nhưng mà hồi xưa Kelly cứ hỏi thắc mắc là tại sao mình xấu, mình tội lỗi, tại sao Chúa giúp mình, tại sao Chúa ban ơn lành cho mình, tại sao Chúa gìn giữ mình, tại sao Chúa cho mình tất cả những gì mình có. Thì Kelly mới hiểu được rằng Chúa không bao giờ bỏ ai. Chỉ cần mình thành tâm hết lòng đến với Chúa thì Chúa luôn luôn đón nhận mình. Và chính bản thân Kelly hồi xưa, chính Kelly chối Chúa, bỏ Chúa, chửi Chúa, và đến một cái đoạn tận cùng của cuộc sống của Kelly trong thời điểm đó, Kelly đã không còn chỗ nào để mà dựa dẫm cái tâm hồn. Lúc đó là quá thất vọng, quá, có nghĩa là buồn tới muốn chết, là các bạn biết là buồn cái nào đó, buồn mà không muốn sống nữa là biết rồi đó. Thì lúc đó Kelly không có chỗ nào mà bám vào về tinh thần, thì Kelly mới tìm đến Chúa. Và chính khi mình tìm đến Chúa thì mới biết được rằng Chúa đón nhận tất cả mọi người. Chỉ có mình chối Chúa và bỏ Chúa thôi, chứ Chúa không bao giờ bỏ mình. Cho nên từ đó Kelly mới hiểu rằng là Chúa dùng những người tội lỗi như Kelly để chứng minh cho Kelly, và cho Kelly cảm nhận, và cho những người xung quanh của Kelly cũng thấy được là Chúa thương mọi người. Và chỉ cần chúng ta biết tìm đến Chúa, chúng ta dựa vào Chúa thì Chúa luôn luôn gìn giữ và nâng đỡ chúng ta. Cho nên nói nghe thì nó xa vời lắm, các bạn nào nói thật, hồi xưa Kelly nghe những cái lời nói này, khi mà cha hay sơ nói cho Kelly nghe, hay là ba của Kelly nói cho Kelly nghe, Kelly nghe nó xa vời, nó không dính dắt gì đến mình hết á. Nhưng mà thật sự khi mà mình trải nghiệm cuộc sống và những cái vấp ngã trong cuộc đời rồi thì Kelly mới thấy những cái lời đây là những lời quá là quý báu.
Và Kelly rất là may mắn và tạ ơn Chúa, Thánh Thần, Mẹ Maria và Cha Diệp và Chúa Giêsu đã cho Kelly được cái hồng ân này. Và đó là thật sự là cái hồng ân. Kelly không coi đó là cái việc đương nhiên Kelly được hưởng đâu, nhưng mà Kelly tin rằng cái này là cái hồng ân Chúa cho Kelly. Và chính vì khi mà Chúa cho mình quá nhiều hồng ân, Chúa cho mình quá nhiều may mắn, thì Kelly tin là mình không giữ cho bản thân mình, và mình phải chia sẻ lại cho anh em của mình, đặc biệt những người kém may mắn. Cho nên vì thế Kelly sống cuộc sống các bạn với cái tinh thần và cái suy nghĩ là không có gì thuộc về mình. Tất cả Kelly có đều là Chúa ban, Chúa cho. Chúa cho cái gì Kelly cảm ơn cái đó. Thậm chí những lúc mà có những sự thử thách, khó khăn, bị đóng đinh, bác thánh giá, Kelly cũng chấp nhận các bạn. Và Kelly chấp nhận và hiểu được là những cái đó đó, nó đang rèn luyện mình trở thành một người hoàn thiện hơn. Và qua những cái thử thách đó, Kelly cảm nhận Kelly gần Chúa hơn. Là tại vì Kelly có thể relate những cái gì mà Kelly đang trải nghiệm y như cái cuộc khổ nạn của Chúa. Thôi, nói về đạo thì là một cái video hoàn toàn khác ha. Kelly trở lại cái vấn đề chính hôm nay là Kelly muốn chia sẻ về tóc. Đã. Thì bữa nào Kelly sẽ làm một cái video. Và những cái video mà Kelly muốn chia sẻ với các bạn đó là những cái sự thật cụ thể mà Kelly đã trải nghiệm trong cuộc đời của Kelly. Những người nào mà friend của Kelly hay gia đình của Kelly thì họ nghe, họ hiểu được là tại vì họ thấy được những cái sự kiện này trước mắt. Tại vì những gì mà xảy ra với Kelly nó cũng ảnh hưởng tới những người xung quanh mình. Và cuộc đời là như thế, mình không phải là từ cục đá chui ra. Mình có cha, có mẹ, có anh, có em, có dì, có bạn bè, có đồng nghiệp, có những người cùng chung chí hướng. Cho nên khi mà mình bị cái gì, nó cũng một cách này cách khác affect những người xung quanh mình. Cho nên những cái gì mà Kelly chia sẻ trong cuộc sống thì những người nào mà đã cùng đi cái chặng đường với Kelly thì họ hiểu lắm. Và Kelly nhìn lại những cái đó, Kelly chỉ nói được hai câu là tạ ơn. Tạ ơn và tạ ơn. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa đồng hành, gìn giữ bằng cách mang những người thân thương cùng chung chí hướng và quý ân nhân đến với Kelly. Chúa đồng hành với Kelly bằng những tác động của những người xung quanh, chứ không phải Chúa hiện ra là Chúa biến một cái là những cái công việc của Kelly nó thành tốt đẹp đó các bạn. Không có đâu. Chày da chóc dãy không biết bao nhiêu sự kiện, không biết bao nhiêu lần mà mém chết rồi các bạn đó, mà rốt cuộc vẫn ngồi đây nói nhiều, chia sẻ với các bạn là tất cả là hồng ân. Cho nên vì thế Kelly mới luôn nói rằng là những gì Kelly có là của Chúa. Cho nên những gì mà Kelly làm, những lời Kelly nói, những hành động cử chỉ của mình, Kelly mong rằng cầu xin Chúa cho Kelly nói những lời yêu thương, những lời mang tới hòa bình. Đương nhiên mình vẫn có cái tánh con người, mình vẫn có thể là cái người gây gắt rồi khó chịu rồi thô lỗ hay là nói nặng, nói chữ tục chữ thề. Có nghĩa là Kelly cũng là con người tội lỗi, và con người rất là tội lỗi chứ không phải tội lỗi ít đâu. Cho nên vì thế mình những cái tính đó mình có thể làm được. Nhưng mà khi mà mình làm những cái đó thì mình không sống lời Chúa, mà đã nói mình thương Chúa thì mình phải làm theo lời Chúa dặn, đó là mến Chúa yêu người, thậm chí yêu những người mà ghét mình, thì là hành động thay cho lời nói. Cho nên Kelly gán lắm các bạn. Đối với người tốt thì dễ, chứ đối với người xấu như Kelly thì rất là khó. Nhưng mà Kelly cố gắng sống lời Chúa để thứ nhất mình hoàn thiện bản thân mình, mình xa những cái tội lỗi, mình xa những cái cám dỗ Satan để mình đến gần Chúa hơn. Và thứ hai nữa là mình muốn giới thiệu Chúa đến với mọi người, thì mình phải sống sao đó cho người ta thấy mình
là con của Chúa, là đầy tớ của Chúa. Cho nên mình gán bỏ hết những tự thói hư tật xấu. Chỉ có cái tội ham ăn, tội điệu là chưa bỏ được. Ok, rồi. Nói dông dài á, thì hôm nay các bạn sẽ thấy cái đầu của Kelly nó giống như cái bà hời đúng không? Thì nhìn cũng hời thiệt, nhưng mà khi tháo nó ra thì nó rất là đẹp. Kelly muốn cho các bạn thấy rằng là các bạn nào mà biết Kelly cứ khen tóc Kelly đẹp, thì Kelly cho các bạn thấy vì sao nó đẹp. Tại vì mình chịu bỏ thời gian để mình làm cho nó đẹp, đơn giản thế thôi. Không có người phụ nữ nào xấu. Câu này thì nó là cái châm ngôn nhiều bạn nghe lắm rồi. Không có ai xấu cả nam lẫn nữ, chỉ có những người không xuyên và không chịu khó dành thời gian làm cho mình đẹp thôi nha. Chứ không ai xấu cả các bạn. Và khi mà mình đẹp á các bạn, mình hãy cố gắng làm cho bản thân mình hoàn thiện đẹp trong cái phạm vi của mình. Ý Kelly muốn nói rằng là đừng thấy tôi đẹp, tôi phải đẹp hơn người khác. Tại vì mỗi người mỗi vẻ các bạn. 10 người ban giám khảo, có những người ban giám khảo, những người sẽ thích bạn, tại vì đó là cái duyên, cái gu hay là cái tầm mắt của người ta hay gì đó. Và có những người sẽ không thích bạn. Cho nên mình hãy chấp nhận một cái thực tế và cái rất là realistic là đừng bao giờ muốn mình là nhất, là tại vì mình không bao giờ là nhất được. Tại vì mỗi người đều có một cái ý kiến và một cái mắt thẩm mỹ và một cái ý kiến khác nhau. Cho nên đẹp nhất là sao, giỏi nhất là sao, tôi nhất không ai bằng là sao. Thật sự không có cái gì là nhất cả. Đối với Kelly á, duy nhất một người mà nhất là Chúa thôi. Tại vì Chúa thương con người vô vì lợi, và Chúa chết vì con người. Không có tình yêu thương nào vĩ đại hơn là chết cho người mình thương. Thì đối với Kelly đó là một cái đẹp nhất ha. Và khi mà các bạn nghe cái này, đó cũng là cái ý kiến cá nhân của Kelly, có thể các bạn không đồng ý đó. Cho nên mình không thể nào mà nghĩ rằng tôi cần phải đẹp nhất. Mình chỉ cần đẹp hơn mình ngày hôm qua. Hôm qua cái đầu mình nó bù xù, mình đi làm mình không thèm chải đầu, mình đi ra ngoài mình nhìn giống như mình mới ngủ thức dậy. Thì ngày hôm sau mình gội đầu, mình chải tóc cho thẳng. Rồi qua ngày hôm sau nữa thì mình tiến bộ hơn, mình chải tóc cho thẳng, xong rồi mình sấy. Rồi qua ngày thứ 6, thứ 7 thì mình lại tiến bộ hơn một chút. Mình mua hot rollers hay là mình mua quấn lọn, mình làm cho tóc mình nó bồng bềnh, nó đẹp đó. Thì mình hoàn thiện cho mình đẹp hơn. Còn người khác đẹp hơn mình hay là người khác cái gì hơn mình đó, thì mình cứ để cho người ta hơn. Tại vì người ta hơn thì cũng trong cái quan niệm của từng người thôi. Nhưng mà chỉ cần khi mà mình hoàn thiện bản thân mình và mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình bình an, mình mạnh khỏe, mình còn sống, mình còn tay còn chân, mình còn làm được những công việc mình làm, so với những người mà không có cái may mắn đó, là mình đã hơn nhiều người lắm rồi. Cho nên ba Kelly luôn dạy Kelly, hồi lúc mà ba còn sống, ba nói con hãy sống làm sao mà đẹp lòng Chúa. Vì nhìn lên con không bằng ai, mà nhìn xuống con may mắn hơn rất là nhiều người. Đó. Cho nên hôm nay Kelly nói dông dài hơi nhiều. Thì đó là những cái kinh nghiệm chặng đường đời mà Kelly trải qua. Hồi nào giờ ước gì có ai mà rảnh mà ngồi chia sẻ những cái này để Kelly nghe, để khi mà Kelly có gặp phải á, mình cũng biết cách mà mình ứng phó. Thì hồi xưa Kelly có ba Kelly nè. Ba Kelly rất là kinh nghiệm đường đời. Ba sống một cuộc đời rất là khổ các bạn. Kelly nghe ba Kelly kể hồi xưa ba khổ lắm. Ba phải làm cực, lái xe xích lô, rồi làm thuê làm mướn. Và buồn một cái là ba Kelly là người nhỏ con, chứ ba không phải là mạnh to con hay lớn hay gì. Vậy hồi xưa ba nó cũng không có đủ ăn, cho nên cuộc đời ba khổ. Và ba đã trải qua nhiều sự thánh giá, lắc thánh giá lắm. Nhưng mà
qua những cái đó, ba Kelly là một người rất là hiểu biết, cái gì ba cũng biết làm. Ba là một người khéo tay nữa, cho nên Kelly rất là ngưỡng mộ ba của Kelly. Một người mà hoàng mỹ, trong tâm của Kelly một người hoàng mỹ như thế mà ba ra đi quá sớm, và anh Nhật cũng ra đi quá sớm, thì thật là Kelly tiếc lắm. Nhưng mà như Kelly nói là cuộc đời này, tất cả những người mình bên cạnh, những gì mình có, tất cả không có gì là của mình hay là thuộc về mình, mà tất cả là của Chúa. Cho nên Chúa cho mình thì mình vui, mà có mất đi thì mình cũng tạ ơn Chúa là mình đã được trải nghiệm những cái cảm giác hạnh phúc đó. Thì cho nên hồi xưa thì có ba chỉ dạy và kể cho Kelly nghe, có mẹ Kelly, có dì Kelly. Nhưng mà bây giờ ba đã mất rồi thì là một sự mất mát lắm các bạn. Đặc biệt là hiện giờ là mùa chay, Kelly là đi nhà thờ. Kelly nhớ cái lần cuối cùng mà trước khi ba mất, lúc đó cái thời gian đó là cái thời gian mùa chay này nè các bạn. Thì ba rất là muốn đi lễ, tại vì ba ở trong bệnh viện cả năm trời điều trị. Ba muốn đi lễ mà rất là khó khăn, tại vì mỗi lần ba ngồi thì ba bị đau khủng khiếp, cho nên ba không có ngồi được, cho nên ba chỉ có thể nằm thôi. Thì Kelly nhớ vọng phục sinh là trong vài tuần nữa. Cái năm 2023, thời điểm này nè, mùa chay này nè, là ba Kelly ao ước được đi lễ mà không đi được. Cho tới ngày vọng phục sinh, ba kêu Kelly chở ba đi lễ. Thì khi đi á, Kelly có livestream, Kelly có chụp hình. Thế lúc đó thì ba ngồi, ba đau lắm, ba đau quằn quại. Ba Kelly là một người rất là mạnh mẽ nha các bạn. Khi mà ba nói ba đau á, là đối với người bình thường là sắp chết rồi đó. Cho nên ba đau lắm mà ba cố gắng ba ngồi, ba dự lễ. Thì ba nói rằng là ba đi lễ ba tìm được cái niềm bình an, một cái niềm để cho ba nương tựa trong những lúc mà ba bị đau đớn về thể xác, ba bám vào Chúa. Cho nên ba rất là khao khát đi lễ. Cho nên Kelly chở cho ba đi. Thì đó là kỷ niệm cuối cùng của Kelly với ba trong cái thời điểm mà phục sinh và tuần thánh này nè. Đó. Thì hồi xưa Kelly đi lễ, Kelly cũng không có phải là hăng say lắm đâu các bạn. Kelly đi lễ cũng giống như là mình đi lễ thôi. Nhưng mà từ khi ba mất thì Kelly xuyên ra, Kelly đi hai lễ. Chủ nhật thì Kelly đi ca đoàn follow, nhà thờ cho tập thì lễ 4 giờ. Đi lễ 4 giờ xong tập chút xíu ca đoàn thì Kelly lại chạy về để kịp đi lễ 8 giờ ở trên cha Thái, St. Jean Francis. Thì Kelly cũng không biết làm sao mà mình lại xuyên như vậy. Nói thật với các bạn á, nhiều lúc có cái gì, chuyện biến cố gì xảy ra trong cuộc sống mới làm cho mình thay đổi thôi. Thì hồi xưa Kelly đi một lễ thôi mà Kelly cũng thấy hơi ớn ớn rồi đó các bạn. Tại vì mình không hiểu cái sự quan trọng của thánh lễ. Nhưng mà từ khi ba bị bệnh và ba Kelly nhìn thấy được một người bệnh, mình khỏe mạnh nè, mình sức sống như thế này mà mình làm biến đi lễ. Trong khi ba bệnh, ba đau mà ba cầu xin có duy nhất một điều ba nói với Kelly là ba chỉ mong được đi lễ thôi. Thì Kelly vẫn không hiểu là tại sao mà ba cứ đòi đi lễ. Nhưng mà nhìn thấy ba trong bệnh viện và trải nghiệm nguyên cái thời điểm mà ba bị bệnh á, thì Kelly mới hiểu rằng là khi mà mình bị bệnh hay là mình bị một cái cú sốc trong cái cuộc sống của mình, người thân, gia đình, bạn bè họ giúp chỉ có tới một mức nào đó thôi. Nhưng mà cái tâm hồn và cái tâm linh của mình á, mình không có cái nơi nào mà mình dựa vào, mình bám vào, mình tìm cái niềm an ủi, thì thật sự những lúc mà mình ở một mình á, nó cô đơn mà nó khủng khiếp, nó sợ lắm các bạn. Thì bây giờ Kelly mới hiểu là tại sao đối với ba
cái thánh lễ nó quan trọng, tại vì ba tìm được cái niềm an ủi, cái hạnh phúc khi mà ba đi dự lễ, được rước mình Thánh Chúa vào lòng để Chúa ban ơn lành và ban sức mạnh cho ba. Ban cho ba không phải là hết bệnh, nhưng mà như ba nói, ban cho ba cái can đảm và cái lòng vững tin để đối diện với những gì mà ba phải đối diện. Thì từ đó Kelly mới hiểu rằng ba mình khao khát đi lễ mà đi không được, trong khi mình mạnh khỏe, có điều kiện lại không đi. Cho nên thật sự cái chết của ba đã dạy cho Kelly nhiều thứ lắm các bạn. Cho nên Kelly nguyện có hứa với lòng là từ lúc ba mất vào tháng 12 năm rồi, thì nguyên năm nay 2014 Kelly sẽ đi hai lễ. Là tại vì bình thường là Kelly đi lễ 4 giờ của cái đoàn follow nhà thờ cha tập, đó là cái nhà thờ mà Kelly thường đi. Còn ba Kelly á thì đi nhà thờ cha Thái ở trên Jane và Shepherd. Thì bây giờ nguyên một năm nay Kelly cầu nguyện cho ba, thì Kelly đi hai lễ. Cho nên phải thật sự công nhận là con đời người mình mà gặp một cái sự biến cố gì đó, một cái gì mà nó sốc, thì nó làm cho mình thay đổi. Cho nên chỉ ước là cái thay đổi của Kelly không phải đánh đổi bằng cái chết của ba thôi. Các bạn biết không, có những thứ mà mình phải học hỏi trong đời á, nó phải có một cái giá để trả. Cho nên Kelly ước gì nếu mà Kelly phải học cái bài học này mà ba không cần phải mất, thì sẽ rất là đẹp. Kelly có thể cùng đi lễ với ba. Lúc xưa khi mà ba đi lễ buổi tối á các bạn, tại vì ba ở nhà thờ đó thì ba có làm thiện nguyện. Kelly kể thêm cho các bạn biết, hồi xưa ba đi nhà thờ cha Thái á, thì mỗi tối chủ nhật lúc 8 giờ thì nhiệm vụ của ba là bấm cái màn ảnh á, tại vì ở nhà thờ nó có cái màn ảnh để mà cho giáo dân cùng hát với thánh lễ và ca đoàn, thì ba là cái người chuẩn bị những cái slideshow đó, và ba bấm cái slideshow. Thì chủ nhật tuần nào ba cũng đi lễ 8 giờ, dù tiệc tùng bạn bè hay gia đình ngủ đi đâu, ba không bao giờ ba bỏ lễ, trừ phi ba bệnh ba đi không nổi thôi. Thì Kelly, một điều Kelly rất là hối hận là lúc xưa khi ba còn sống, những lúc 8 giờ tối đó Kelly có thể đi với ba đi lễ. Sorry, các bạn đợi tí xíu nha. Sorry các bạn, lại mới ướt nữa rồi. Okay. Cho nên có những thứ mà mình hối hận cũng muộn màng các bạn. Cho nên nếu mà cho Kelly quay ngược lại thời gian á, thì Kelly sẽ dành thời gian đi lễ với ba hàng tuần. Dù cho hồi xưa mình không có hăng say đi lễ, nhưng mà nếu ba Kelly biết một ngày nào đó ba sẽ không còn, thì Kelly sẽ bỏ hết những cái thú vui vào tối thứ chủ nhật lúc 8 giờ để dự lễ cùng ba ở trên nhà thờ St. Francis. Thì bây giờ nhiều lúc cũng nghĩ rằng là ba đã mất rồi thì bây giờ có đi có ý nghĩa gì. Thì thật sự đúng, bây giờ đi, mỗi lần đi là Kelly hối tiếc lắm các bạn. Hối tiếc là hồi xưa không đi với ba, nhưng mà bây giờ nguyên năm nay Kelly quyết định là Kelly đi lễ đó, đó là vì Kelly đi cầu nguyện cho ba, và cũng Kelly đi cầu nguyện cho ba. Thì
ba thượng ly nhà thờ đó thì bây giờ mỗi lần mà đi lễ đó thì cảm thấy như là có cái spirit của ba ở ở đó, cho nên nhắc nhở cho các bạn, kể cho các bạn nghe, để cho các bạn nếu có những gì mà trong cuộc sống mình, nếu mà mình còn người thân của mình thì mình hãy quý mến, dành thời gian. Tại vì bây giờ Kelly mới hiểu được một điều quý giá nhất. Các bạn biết cái điều quý giá nhất trên đời là gì không? Không phải là tiền đâu nha. Một điều mà bạn có thể cho một người á, cái này là Kelly nói về tình yêu thật sự nha các bạn. Còn love with benefit thì cái đó thì miễn bàn rồi. Nhưng mà Kelly nói đây là Kelly có trải nghiệm tình yêu thật sự, thì Kelly chia sẻ cho các bạn biết là cái điều mà cái người thương bạn cho bạn quý giá nhất không phải tiền, không phải vật chất nha, mà cái điều quý giá nhất một người có thể cho bạn đó là cái thời gian của họ. Các bạn biết rằng một ngày mình có 24 tiếng để sống, sống hôm nay ngày mai không biết chết lúc nào. Cho nên cái thời gian mà một người có ở cái trần gian này á, nó quý lắm. Và nhiều lúc mình có dư thời gian, mình nghĩ là thời gian nó là cái chuyện dư thừa, cái thời gian nó chẳng là cái nghĩa gì. Nhưng mà các bạn hãy nhớ rằng là thời gian là cái điều mà quý giá nhất của một người có thể cho mình. Ví dụ cha cho con cho gia, cha mẹ, chồng cho vợ, bất cứ cái mối quan hệ nào thì các bạn, hay là bạn bè với nhau, cái điều quý giá nhất một người có thể cho bạn đó là cái thời gian của họ. Tại vì cái thời gian đó cũng là sức khỏe, đó cũng là cái tiền bạc mà họ có thể kiếm được, họ có thể đi làm những cái công việc khác cho bản thân. Nhưng mà nếu một người đã bỏ thời gian dành cho bạn thì bạn hãy trân trọng cái thời gian đó mà họ dành cho bạn, là tại vì thời gian không mua lại được nha, thời gian không mua lại được. Thì cũng giống như khi mà ba Kelly đã mất, thì bây giờ dù cho Kelly có đọc bao nhiêu kinh, đi bao nhiêu lễ, thì đương nhiên nó vẫn tốt thôi, nhưng mà nó vẫn không bù đắp được cái hối tiếc mà Kelly có. Nếu mà lúc đó ba còn sống, ba đi lễ, và cái niềm vui mà Kelly biết khi ba đi lễ, ba rất hạnh phúc. Và nếu mà con của ba nó đi lễ với ba thì ba sẽ càng hạnh phúc hơn. Thì nếu mà Kelly đã ngộ ra cái đó khi mà ba còn sống thì Kelly nghĩ rằng Kelly sẽ không có cái hối tiếc đó như ngày hôm nay đâu. Cho nên xin lỗi các bạn, đợi chút xíu. Xưa không có mất ước gì đâu các bạn. Từ ngày mà trải nghiệm qua sinh ly tử biệt thì không biết như sao, cái tính mình nó mất ước hơn. Thì Kelly chỉ chia sẻ cái trải nghiệm của Kelly để nhắc nhở các bạn hãy quý những người bên cạnh mình và cái thời gian họ dành cho mình. Tại vì thời gian đó sau này các bạn nhìn lại, một là các bạn sẽ hối hận và hối tiếc và khóc sướt mướt như Kelly, hai là các bạn sẽ rất hạnh phúc và không hối hận vì các bạn đã làm những thứ mà Kelly không có làm. Thôi giờ đổi đề tài ha các bạn ha. Thứ hai đầu tuần mà ngồi đây mít ướt vậy thì nó xui cả tuần. Rồi trở lại, Kelly muốn chia sẻ với các bạn. Nãy giờ cái video cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đi vào cái điều chính. Đó là cái tóc. Theo thì hôm nay là chủ yếu là muốn chia sẻ cách để mà có tóc đẹp mà Kelly thường được các bạn khen. Thì đây, Kelly quấn tóc bằng cái hot rollers. Cái này là cái hot roller các bạn ha. Nhiều bạn hỏi là Kelly mua ở đâu. Dạ thưa, Kelly mua ở tiệm chủ Kelly bán. Cái này thì nó đắt lắm, mỗi lần mà chủ order về là nó cứ bị hết. Cho nên các bạn nào muốn mua thì có thể liên lạc tiệm, hoặc có thể nhắn tin Kelly, Kelly nói cô thư ký
order giùm, nhưng mà nó là Hot Rollers. Thì nó bán trong một cái hộp có 8 cái. Kelly đang dùng là 6 cái, nhưng mà Kelly có quấn hai bên này và cái máy như, cho nên thật sự nó là 8 cái. Nhưng mà Kelly không có để lâu cái máy và hai bên này, tại vì nó quăng quá. Cho nên Kelly làm cái máy và hai bên hông này thì Kelly tháo ra, 5 phút là Kelly tháo ra rồi. Còn cái này thì nãy giờ Kelly để cả tiếng đồng hồ. Đó, nó chỉ các bạn bao lâu là Kelly để nó bấy lâu. Thì nó nhìn như thế này. Cái hộp mà của chủ Kelly bán á, nó có hai size, một cái size lớn và một cái size nhỏ. Hoặc là nó có một cái cũng là một size thôi, thì tùy khách muốn mua cái nào. Và cái hộp đó nó có cái clip luôn. Đó. Thì khi mà Kelly gội đầu xong, sấy tóc cho khô hoặc là để khô tự nhiên, khô 100% nha các bạn. Tại vì nếu mà các bạn để tóc giữa chút ướt chút khô thì nó sẽ không có ăn. Tại vì phần ướt á, nó sẽ làm cái tóc nó không có ăn nếp. Cho nên khi mà mình muốn xét những cái này nè, là tóc mình nó phải khô 100% thì nó mới ăn được. Đó là cái điều rất là quan trọng. Có nhiều người khách nói Kelly, Kelly ơi, tôi cứ quấn hoài nó không có ăn. Thì Kelly hỏi là tại sao nó không ăn. Cơ tóc cô có khô 100% không? Thì họ nói không có. Cô có sấy cho nó khô trước khi cô làm không? Cũng không. Thì họ để tóc ẩm, tóc ướt thì đương nhiên không thể nào mà nó ăn được. Cho nên các bạn phải sấy hay để cho khô hoàn toàn rồi thì các bạn mới quấn lọn nha. Thì á, xong tháo ra. Các bạn khi thấy mình nè, Kelly làm rất là nhiều video này ở trên YouTube, cái channel của Kelly rồi. Các bạn muốn coi các bạn cứ lên đó các bạn coi. Tại vì có những friends mà follow Kelly á, mấy năm nay cứ thấy Kelly nói vậy này biết họ chán luôn, cho nên Kelly không có lặp lại nhiều. Nhưng mà các bạn muốn coi chi tiết thì các bạn có thể lên Kelly Hồng Lê YouTube thì có rất là nhiều. Thì đơn giản là cái này nó là cái felt fabric, nó heat up cho nên nó có một cái hơi nóng nhưng mà nó không có phỏng tay. Cho nên khi mà mình, tới lúc mà mình xài á, mình quấn cái tóc như thế này. Ok, cái này á, chị nào mà biết cuốn chải giò thì sẽ quấn được rất rất dễ. Cái này còn dễ hơn là cuốn chải giò nữa các bạn. Đó, mình khi mà mình hơ nó nóng xong, mình lấy, mình section cái tóc ra từng khu như thế này nè. Rồi mình cầm cái đuôi, quan trọng là mình quấn cái đuôi vào trong. Tại vì cái đuôi á, thường thường á, mình muốn nó úp vô nè. Và mình muốn nó bóng, nó smooth, nó không có bị xù, không bị nhìn sơ sát. Thì mình quấn cái đuôi trước. Và sau đó mình có layers trong tóc thì mình đẩy, mình úp nó vô đó. Thì sau khi xong cuốn cái chải giò tóc thì các bạn kẹp lại. Thế thôi, đó. Các bạn cứ làm cái này cho hết cái đầu. Thì khi mà các bạn tháo ra khi nó nguội á, thì tóc của các bạn sẽ rất là đẹp. Nè. Thế. Đây, cái này thì Kelly để đây đi cho nó phồng. Đó, các bạn lấy ra. Thấy chưa? Đó. Rồi, khi mà xong rồi, Kelly không có chải nó. Tại vì Kelly vẫn muốn cho nó vẫn giữ được cái nếp. Cho nên khi xong Kelly chỉ dùng cái tay, Kelly làm như thế này thôi. Và để lên như thế này. Ok, dùng cái tay để mà mình vuốt là đủ rồi nha. Đó, các bạn cứ lấy cái tay các bạn vuốt như thế này cho nó đỡ bị rối. Thì đó, nếu mà mình muốn buộc tóc lên như vậy cũng được, đeo tóc cột. Đó, nhìn đằng sau rất là dễ thương, thấy không? Còn nếu mà các bạn muốn, các bạn có thể thả xuống. Thì khi thả xuống, các bạn sẽ có một mái tóc rất là bồng bềnh, không bị frizzy, không nhìn sơ sát. Nhưng mà nhìn giống như các bạn mới sấy cái cây lược tròn á. Đó. Và cái này có thể giữ được rất là lâu. Nó giữ cho tới
lần sau các bạn gội ra thì nó mới hết đó. Thì các bạn thấy khi mà mình quấn với hot rollers, nó làm cho cái từng cái layer của chúng ta nó rõ nét như thế này nè, thì nó làm cho cái mái tóc của mình rất là bồng bềnh. Còn nếu mà Kelly không có quấn cái này á, thì tóc của Kelly nhìn nó rất là sơ sát và nhìn nó sẹp lép à. Cho nên đây là cách làm sao mà Kelly có mái tóc như thế này, là vì Kelly quấn những cái cuốn chải giò này. Thì Kelly nói thật với các cô, các chị, các em là không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có những người phụ nữ không siêng và không dành thời gian để làm cho mình đẹp thôi. Và đó cũng đồng nghĩa là tóc tóc mình muốn tóc đẹp thì mình phải chăm sóc. Và những cái mà Kelly chia sẻ đó, thật sự các bạn làm quen tay rồi, các bạn thử 9 lần cho Kelly quấn rồi không được, quấn lần thứ hai, có nghĩa là mỗi ngày cho mình 9 ngày ha, cho mình 1 tuần mỗi ngày mình đều làm, hoặc là mình chia 2 tuần cách 1 ngày mình làm, mình gội đầu mình làm. Các bạn làm đúng 9 lần thì Kelly đảm bảo các bạn sẽ làm rất là nhuần nhuyễn, thậm chí còn nhuần nhuyễn hơn Kelly nữa. Tại vì cái này, làm cái này còn dễ hơn nấu bún bò, dễ hơn cuốn chả giò. Cho nên vì thế các bạn đừng nói với Kelly, Kelly là thợ cho nên Kelly quen tay cho nên Kelly làm được. Chị thì làm vụng về không, không phải đâu. Chị mà biết nấu ăn, chị mà biết làm nail, chị mà biết chăm con, nuôi chồng thì cái này nó rất là dễ. Mấy cái đó, mấy cái kia là Kelly không làm được mà các chị làm được. Thì Kelly đảm bảo là cái này mà Kelly làm được thì các bạn, các chị dư sức làm được nhé. Quan trọng là mình chịu khó mình tập thôi. Cho nên các chị nào mà thắc mắc về mái tóc của Kelly thì hôm nay sau cái video nó dài nói nhiều, thì hy vọng là các bạn hiểu thêm làm sao mà Kelly có cái mái tóc như thế này. Và mình thả xuống cũng đẹp, để mái giữa. Để mái giữa thì hai bên nó giống như là, nó gọi là curtain bang các bạn. Đó là nè, nó giống như là mái phớt ở giữa nó bồng bềnh ra. Và nếu mà mình thấy nó xù vô cái mặt của mình khó chịu thì mình bới nó lên như thế này đó nè, đó mình để nó lên. Kelly thì thường để như vậy là tại vì cứ sụ sụ vô mặt hoài cũng khó làm việc đó. Lấy cái kẹp mình kẹp lên, thì đây là một cái kiểu mà Kelly thường thường làm. Thì các bạn thấy khi mà mình để tóc lên nhìn nó rất là dễ thương phải không? Cho nên với cái quấn tóc này các bạn có thể làm rất là nhiều thứ cho cái mái tóc của mình nhìn nó bồng bềnh, nó đẹp, và từng cái layer của mình nó thấy rõ. Và đó là cách Kelly làm tóc của mình mỗi lần mà Kelly gội xong. Cho nên hy vọng rằng cái video này giúp ích gì được cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã ngồi lắng nghe Kelly nói nhiều, nói dài, nhưng mà những cái kinh nghiệm cuộc sống này Kelly thấy nó quan trọng. Ít nhất có giúp được một người nào đó mà coi cái video này thì Kelly cũng đã thấy, cảm thấy rất là vui rồi. Cho nên hai điều trong video này, xin các bạn nhớ: một, không có người phụ nữ nào xấu, hoặc là không có người phụ nữ hoặc người nam nào xấu, chỉ có những người không siêng và không chịu dành thời gian để mà hoàn thiện và làm cho mình đẹp thôi. Chỉ cần chịu dành thời gian, chịu khó thì sẽ đẹp, và đẹp nó dễ dàng, có nghĩa là mình càng làm mình càng quen. Cho nên cái mà mình cứ nghĩ là khó, lâu, mất thời gian thì sẽ thành một chuyện rất là dễ dàng, dễ hơn là nấu bún bò và cuốn chả giò. Điều thứ hai là điều quan trọng nhất mà một người có thể cho bạn, đó là thời gian của họ. Tại vì khi mà chết đi rồi
tất cả những vật chất, những tiền tài của cải không mang đi được. Lúc mà mình trong giờ phút lâm chung, những giây phút cuối cùng trong đầu mình chỉ hiện lại những cái kỷ niệm và những cái hình ảnh của những người mình yêu thương thôi. Cho nên thời gian mà mình ở bên nhau rất là quan trọng. Cho nên các bạn hãy nhớ, nếu có những được những cái đó thì hãy trân quý nhé, để sau này không hối tiếc, không hối hận như Kelly. Rồi, xin chào mọi người. Chúc mọi người một ngày thật an lành, bình an, và được Chúa luôn gìn giữ và an ủi. Rồi, xin chào các bạn nha. Bye bye. Đây, mình chào cô chú nè. Ai muốn lên đây? Good boy, come. Good boy, đây. Em thứ nhất, em là Louis. Nickname là Lulu. Đó. Rồi, đây. Buôn buôn, up. Không nghe, up, up. Nhảy lên, nhảy lên, up. Lên đây. Khiều khiều cái gì chứ? Đây, thanh. Thanh, thanh, thanh. Lulu, buôn buôn. Ôi chà, trời ơi, nặng quá. Đây. Lulu và buôn buôn. Xin chào cô chú. Chúc cô chú một tuần mới nhiều hạnh phúc, vui vẻ và mạnh khỏe nha. Đó, rồi. Đại gia đình nhà họ Lê. Đó. Cái này là Bun Bun Lê. Đây là Louis. Louis không có họ Lê. Cao Vị đang giữ giùm. Cho nên chưa dám gọi là nhưng mà thôi, em là thành viên mới tạm ở trong gia đình họ Lê. Đó. Là Lulu đây nè. Đó. Rồi, xin chào các bạn nha. Chúc một ngày an lành. Bye bye. Bye bye. Lulu, lại đi con. Lulu, lại, lại. Chắp tay lại. Lulu, lại đi. Lulu biết lại các bạn nè. Lulu, Lulu, nè. Làm trick cho cô chú coi nè. Lulu, lại đi. Đó, các bạn thấy không? Lulu, lại. Lại, 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 lại. Trời ơi, giỏi quá đi nha. Lulu, lại, lại. Lại, lại, rồi, rồi, rồi. Lần nữa nha. Lulu, lại cho cô chú coi nè. Lại. Giỏi quá. Good boy, good boy, good boy. Ok, ok, ok. Ê. Rồi, xin chào các bạn.